một tiếng hát mừng thánh, thánh Giuse, thánh, thánh Giuse. Người như đóa hoa huệ trắng ngà, danh người danh Giuse, danh người danh Giuse. Như muôn hương thơm ta phải dành hơn tiếng. Trời em mang bao là cơn muôn tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng. Thánh thánh Giuse, thánh thánh Giuse. Nguyện xin người ban cho con trong sạch, ban cho con sức mạnh, ban cho con ơn đức trung kiên vững bền. Nguyện xin người cho con đứng khiêm nhường, cho con lòng hăng hái và dẫn con về cùng bên yêu thương khi tan đời. Tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng. Thánh thánh Giuse, thánh thánh Giuse. Người như đóa hoa huệ trắng ngà, danh người danh Giuse, danh người danh Giuse. Như muôn hương thơm và vẻ sạch hơn tuyến, như tơ trắng giữa trời em mang bao là cơn muôn tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng. Thánh thánh Giuse, thánh thánh Giuse. Nguyện xin thánh cả Giuse xin ban cho chúng con ơn sức mạnh, lòng trung kiên, khiêm nhường để theo Chúa đến cùng. Cơn muôn tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng. Thánh thánh Giuse, như muôn hương thơm và vẻ sạch hơn tuyến, như tơ trắng giữa trời em mang bao là cơn muôn tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng. Thánh thánh Giuse, thánh thánh Giuse. Xin người ban cho con trong sạch, ban cho con sức mạnh, ban cho con ơn đức trung kiên vững bền. Nguyện xin người cho con đứng khiêm nhường, cho con lòng hăng hái và dẫn con về cùng bên yêu thương khi tan đời. Cơn muôn tiếng hát mừng, cơn muôn tiếng hát mừng. Thánh thánh Giuse, thánh thánh Giuse. Người như đóa hoa huệ trắng ngà, danh người danh Giuse, danh người danh Giuse. Yeah.
hỏi con cái yêu mến và sùng kính cách đặc biệt. Lòng yêu mến và sùng kính đó được biểu lộ chơi chậm chậm với nhau, bảo đánh trống chậm chậm với nhau đấy nhá, nó như cướp vậy chứ, chơi với nhau hay chơi đấy, chơi nhanh. Đức Maria được công nhận và tôn vinh là mẹ thật của Thiên Chúa và của Đấng Cứu Thế. Đức Maria là mẹ của giáo hội và của mọi người tin cho hữu. Thân yêu của chúng ta trên con đường nữ thứ trần gian. Giờ đây xin được một công minh Đức Maria xin được bắt đầu. Giáo sứ Lý Thượng,
thứ năm cha đoàn của giáo xứ Minh Thượng, thứ sáu tổng đoàn của giáo dân giáo xứ Minh Thượng. Tiếp theo giờ các hội đoàn của tướng Minh Thượng thì tiếp theo là đội đội xuất kích chúng ta chuẩn bị. Sau đội xuất kích thì đến đi tiếp theo là sở hàng. Là sau là ca đoàn của tướng Mỹ Thượng. Xin mời ca đoàn của tướng Mỹ Thượng ta chuẩn bị. Tiếp theo hội đoàn của giáo họ Mỹ Lương đã đến rồi. Đội xuất kích của giáo họ Mỹ Lương. Xin mời đội xuất kích của giáo họ Mỹ Lương ta chuẩn bị. Sau ca đoàn của Hòa Minh Lương, tổng đoàn giáo dân của Hòa Minh Lương ta đi theo sau. Đi đầu của giáo sư Lưu Xá là đội kẹt đồng của giáo sư Lưu Xá. Xin mời đội kẹt đồng của giáo sư Lưu Xá chúng ta chuẩn bị. Tiếp theo của giáo họ Mỹ Lương. Xin mời các đội hoa của tướng Lương Thái chúng ta chuẩn bị. Sau các đội hoa thì thứ ba là cờ các hội đoàn của tướng Lưu Xá. Xin mời các đội đoàn của tướng Lưu Xá chúng ta chuẩn bị đi vào sau đội hoa của giáo sứ mình. Đoàn của Tứ Lưu Xá chúng ta chuẩn bị đi vào sau các đường hoa của Tứ Lưu Xá. Tứ Lưu Xá, thứ nhất là đi đầu đầu đội đẹp đồng của giáo sứ Lưu Xá, thứ hai các đoàn ca đoàn và tổng đoàn giáo dân của giáo sứ Lưu Xá, thì đến giáo họ Như Cơ chúng ta chuẩn bị. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát như là mưa thơm ngát như dòng suối êm đềm cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát che đầu mẹ là như bóng mát che đầu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng mau về tới quê nhà. Cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Bóng mát khi che đầu mẹ là như bóng mát khi che đầu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che. Con phố dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Hãy subscribe
đó ghi dấu chân tình yêu, hoa tím rung nhẹ tiếng nói âm thầm, dân mẹ tình mến ngàn đời đâu dám quên. Ave Maria, Ave Maria. Hái dân mẹ hoa đẹp làm sao vương vấn hồn thơ, hương thơm lơ luyến bô bờ xinh xinh trên cánh môi hồng, còn nhẹ nhàng rung khúc nhà khuyên mơ. Trăm hoa như áng mây trời, trăm hoa như tiếng du hời, còn gọi mẹ yêu giữa đời quanh nhiều. Trăm hoa như áng mây trời, trăm hoa như tiếng du hời, còn gọi mẹ Yeah.
đêm được hòa cái đêm cũng rừng coi lòng yêu mến ô thôn nơi mẹ ấm tân cho mẹ con luôn vui sống. Thank you.
theo sự linh Chúa đã sinh ra khi thiên thần đã bày ra như thế cho người chúng thương. Bình an đó là khát vọng của con người. Thế giới ngày hôm nay chiến tranh và đất nước chúng ta thì không bảo vệ, không bảo vệ, nghĩa là chúng ta có bảo vệ nhưng mà không phải không có những bất bình an ra đường đó sợ tai nạn là những thực sự. Chỉ khi chúng ta được bình an tâm hồn là mới thể thương mến người khác. Và hôm nay đó là ngày mùng 1, ngày quốc tế lao động. Các đức thánh cha Leo thứ 13, Leo thứ 9 đã khuyến khích rất nhiều cuộc gọi nhiều, nói nhiều vấn đề lao động. Và đặc biệt là đức thánh cha Leo thứ 12 đã đặt ngày mùng 1 hàng năm dưới sự bảo trợ của thánh Giuse để nâng cao giá trị của lao động. Vì con người chúng ta được công tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo để được công tác với Chúa trong việc lao động để tăng thêm thu nhập như là phát triển xã hội của con người. Lao động vinh quang khi chúng ta công tác với công việc sáng tạo của Chúa. Dòng thị lễ quan thầy của giáo họ Lễ Phê Đầm Mơ hôm nay xin cho mỗi người chúng ta noi gương thánh Giuse để chúng ta chuyên cần lao động để làm ra của cải, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã hội đấy, phát triển. Nhờ những tài năng và sức lực của chúng ta, giờ đây chúng ta cần tâm sám hối. Nhiều khi chúng ta là không chịu lao động, hay là có những người chỉ là sống trên một hồn nước mắt của người khác, không chịu lao động, người cũng lao động. Ta xin lỗi Chúa và ta ý thức để lao động. Chúng ta đã góp phần để sáng tạo Chúa. Và giờ đây chúng ta cần tâm sám hối để ta đi vào làm một việc. Trong những ngày có mấy người cùng xuống nghe ao để dệt vào các anh em rằng, nếu anh em không chịu cắt bì thêm vật môi xe thì không được cứu đồ. Sau đó Phao-lô và Ba-na-ba đã tranh luận bắt cao với họ. Nhưng
Đức Giêsu vẫn quyết tâm ra đi vì điều đó mang lại lợi ích thực sự cho các ông. Nó vừa giúp cho các ông trưởng thành về mặt đức tin, lại vừa giúp các ông mở lòng cầu xin ơn của Chúa Thánh Thần để có thể chu toàn sứ vụ. Sứ vụ được sai đi, sứ vụ loan báo tin mừng và dạy cho người ta giữ các giới răn của Chúa. Thank you.
để thăng tiến về đời sống đức tin vững vàng trong tin cậy và lòng mình đồng nàn cho sóng biển chúng con ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau hơn. Chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha đã luôn cầu nguyện cho chúng con trong suốt buổi chay thánh, nhất là trong hai ngày đi của giáo biển chúng con diễn ra đều được tốt đẹp. Hơn nữa, hôm nay trong ngày lễ Bình Thánh Giuse, ngày đầu tháng hoa, trong bầu khí trang nghiêm đức tin Đức Mẹ Maria, chúng con tụ về đây để lãnh nhận phần thưởng quý. Quý cha đã trao ban đầy ý nghĩa và cao quý. Chúng con xin cảm tạ. Chúng con cũng xin cảm ơn quý sư, ban giáo lý viên, quý hội đồng mục vụ đã đồng hành giúp đỡ chúng con trong buổi chay để chúng con có được những phần thưởng cao quý này. Ý thưa quý cha, quý sư, quý cộng đoàn, hội thi đã khép lại, nhưng trong sự thiếu sót có nhiều, nhất là trong các hội đoàn và cộng đoàn giáo viên chúng con. So với số nhân danh, số người tham gia học hội còn quá ít. Chúng con liên tục xin quý cha, quý sơ ta và cầu nguyện cho chúng con năm tới này được thăng tiến hơn. Rồi chúng ta xác định là 3